Rồi, xin mời các bạn đón xem tiếp sắp 2 trận bán kết bóng chuyền hai nữ giữa đội trường nữ của Vị Thanh và đội của trường cơ sở của Quốc Trị. Ở set 1 thì nữ của Quốc Trị đã thắng tỷ số là 25-14. Ở set 2 thì trường của Quốc Trị ở phía bên sân gần với màn hình, còn trường Vị Thanh thì ở phía bên sân xa màn hình. Và hiện tại thì tỷ số của set 2 đang là 1-1. Chúng màn hình. Tiếp tục điểm cho cô chị 3-1. Đây là giải bóng chuyền hai nữ trong khuôn khổ chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mùng 2 tháng 9 năm 1945. Mùng 2 tháng 9 năm 2024. Chạy đơn vị tổ chức là phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Vị Thanh vừa ghi điểm 2-3. Bỏ bóng tốt, tiếp tục điểm cho Vị Thanh 3 điểm. Lưới điểm cho Vị Thanh 4-3. Bóng ngoài sân điểm cho Vị Thanh. Bóng trong sân điểm cho cô chị 4 điểm. Bóng không qua lưới điểm cho cô chị 5-4. Come on.
qua lưới điểm cho Việt Thanh 5 điều. Bóng tốt, điểm cho Bị Thanh 6-5. Điểm cho Vị Thanh 7-5. Trong sân, điểm cho Vị Thanh 8-5. Trong sân, điểm cho Vị Thanh 9-5. Bóng không qua lưới, điểm cho Vị Thanh 10-5. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 11-5.
Điểm cho vị Thanh 12-6. Sân điểm cho Vị Thanh 13-6. Sân điểm cho Vị Thanh 14-6. Lưới điểm cho Vị Thanh 15-6. Sửa về cái đó, tỷ số là 15-6.
mở bóng tốt, điểm cho Bì Thanh 16-8. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 17-8. Điểm cho Vị Thanh 18-8. Chuyển điểm mà nhân viên quán trị 9-18. Tiếp tục là điểm nhân viên quán trị 10-18. Thông qua lưới điểm cho quán trị 11-18. Bóng trong sân, điểm cho Vị Thanh 19-11. Bóng dẫn qua lưới, điểm cho Vị Thanh 20-11. Kết thúc set 2, đội thắng nghiêng về đội Vị Thanh. Như vậy là hiện tại đã diễn ra 2 set, kết quả là Vị Thanh 1, Ngô Quán Trị 1, và hai đội sẽ bước vào set 3.